Thúy Nga chào cả nhà. Hôm nay Thúy Nga sẽ đưa quý vị tới một cái chỗ này rất là chưa có đi mà đã thấy tai nạn rồi trời. Tai nạn ở phía trước thì không biết vụ gì đây, đụng xe rồi hai cái đầu xe muốn móp luôn rồi trời ơi trời ghê quá. Trời ơi. Chưa thấy gì, chưa đi được cái công việc của mình là thấy nguyên cái tai nạn ở trước rồi. Cảnh sát đến quá đông quý vị ơi, để coi coi nè. Wow. Cảnh sát đang hai cái xe đụng nhau một cái bùm. Quá trời cảnh sát luôn. Ôi. Đây. Rồi cảnh sát nè quý vị. Trời cảnh sát quá trời đông luôn nè. Rồi cảnh sát xếp hàng dài luôn, quá lẹ luôn. Trời mới vừa đụng xe thôi mà cảnh sát tới hụ quá trời quá đất. Trời quá trời cảnh sát luôn nè quý vị. Rất là nhanh. Có xe nó đến nó thô xe đi luôn rồi kìa. Trời ơi. Mới vừa hai quý vị cái thấy tai nạn lên trước à. Mô Phật. Cầu cho mọi người yên ổn. Hai quý vị làm lại nha. Thúy Nga hôm nay có xe cảnh sát tới luôn quý vị. Hai xe đụng nhau, mới vừa đụng nhau cái bùm là có cảnh sát tới luôn, ào ào luôn liền. Lẹ quá, công nhận cảnh sát ở đây quá lẹ luôn. Thêm một chiếc cảnh sát nữa kìa. Hôm nay Thúy Nga trời quá trời cảnh sát luôn. Trời ơi đâu mà lẹ vậy trời. Mới vừa đụng xe thôi mà đã cảnh sát. Là đang trên đường đi nha. Cho quý vị coi đường nước Mỹ sao nha, rất là đẹp. Bây giờ là trên đường đi. Quý vị thấy chưa? Đường rất là đẹp nha. Và những người ta đang đi bộ rất là đông nè. Ở đây là cái Times Square Park. Chỗ này là chiều chiều mọi người hay đi ra đây exercise, tập thể dục nha quý vị. Đi hết một cái park thì sẽ tới cái nơi mà hôm nay mình cần tới nha quý vị. Cái nơi mà hôm nay mình cần tới là một cái nơi sẽ có nhiều cái bất ngờ mà Nga muốn khám phá. Vì là đang quay cảnh đường phố nên mình sẽ không quay cái bản mặt của mình. Nhưng mà bản mặt mình có ở trong gương nha quý vị. Quý vị nhìn đi. Thúy Nga đang ở trong gương nè đó. Thấy cái kính chiếu hậu là thấy mặt Nga không? Mình đi một vòng rồi mình sẽ tới cái nơi mà mình cần tới nha quý vị. Đẹp quá không quý vị? Giờ là cái nắng buổi chiều đó. Nó đẹp. Cái nắng này hả mà đi ra ngoài giấc này là cái nắng buổi chiều này là chụp hình rất là đẹp đó quý vị. Đẹp trong một khoảnh khắc thôi là phải chụp lẹ. Gần tới rồi nha, quẹo qua đây nữa là tới nè. Trời ơi đường phố nè, cây cỏ nè, rồi người đang chạy bộ nè, tất cả mọi người đang đi exercise rất là đông. Hôm nay mình không có đi, mình đi quay clip cho bà con coi nha. Đó quý vị ơi, sắp tới nơi, cái nơi mà Nga muốn nói với quý vị, cho quý vị thấy cái vấn đề hôm nay em sẽ đề cập thời sự cho quý vị coi. Đó, bây giờ sắp vô đến cái nơi mà mọi người đang thắc mắc. Tại vì ở Mỹ đó, ở Việt Nam ai cũng gọi điện thoại hỏi thăm là trời ơi Nga ơi, nghe nói ở bên Mỹ bây giờ dịch bệnh tràn lan, rồi người ta chết quá trời, rồi người nằm chồng chất, rồi không có chỗ chôn, rồi bệnh viện thì quá tải, không có một bóng, coi như là quá tải là không có chỗ chứa nữa đó.
Thì bây giờ Nga sẽ đi đến bệnh viện để cho quý vị xem thực hư ở nơi thành phố Nga sống nó như thế nào nha. Đó, chuẩn bị quẹo vô rồi đó quý vị. Để coi làm sao chứ bản thân Nga, Nga cũng hoang mang lắm. Coi tin tức thời sự là mình đã quá sợ rồi. Nhưng mà giờ nghe tin tức ở đây á, các bác sĩ mà quen với mình họ nói thì lại khác hoàn toàn. Nên mình hãy đến đây và kiểm tra tình hình Covid ở tại Mỹ, nơi thành phố Nga sống nó như thế nào nha. Hiện tại là Nga đang đứng ở ngay chỗ cái thành phố Fountain Valley, ngay cái chỗ bệnh viện Fountain Valley đó. Thì Nga nghe nói hiện tại ở đây là có một cái người ta gọi là làm một cái bệnh viện dã chiến á, để cho những người mà có nhiễm bệnh Covid á, thì coi thử là tình hình ở đây là có đông bệnh nhân hay không và như thế nào nha. Thực sự bữa giờ Nga nghe nói là tất cả các bệnh viện ở ngay gần cái thành phố Nga ở, ví dụ như Grand Ro hay là Fountain Valley, thì hầu như là cái số lượng người nhiễm á, nó rất là ít. Bệnh viện á, thì ở đây họ vẫn làm nên những cái bệnh viện dã chiến để mà đề phòng là cái số lượng bệnh nhân đông. Nhưng mà thật ra là Nga nghe nói là cũng rất là ít người vào đây, và những cái người mà trước đây họ hay bệnh tật đó, thì họ cũng hay vào để mà chữa bệnh. Nhưng mà bây giờ nghe nói cái tình hình mà bị Covid á, người ta cũng không dám đi bệnh viện luôn. Người ta sợ là người ta sẽ bị lây nhiễm á, những cái người bị bệnh người ta sẽ lây nhiễm. Thế là cuối cùng mà bệnh viện vắng tanh luôn, không có một bóng người nào hết, và bệnh nhân ra vào cũng không có. Thì Nga nghe là những cái người mà làm ngành y á, họ kể cho Nga nghe thôi. Thì hôm nay thật hư như thế nào thì giờ là Nga sẽ đưa mọi người tới bệnh viện nha. Để giờ trước mắt vô là mình phải đeo khẩu trang cái. Khẩu trang rồi thì Nga sẽ đi vào khu bệnh viện Fountain Valley nha quý vị. Để coi tình hình như thế nào. Thật sự là bây giờ là cũng mấy chục ngày trôi qua rồi. Thì Nga nghe nói tình hình dịch bệnh ở cái thành phố mình nó không có nhiễm nhiều. Thì Nga mới dám mạo muội để đi khám phá coi thử xung quanh những cái bệnh viện dã chiến thì như thế nào. Thì đây thì Nga sẽ cho quý vị xem nha. Khung cảnh đây là bệnh viện Fountain Valley nè quý vị. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, đó. Xa xa là quý vị thấy cái bệnh viện dã chiến chưa? Mà ở đây không có một bóng người nào đến đây hết. Không có một người nào hết. Thì không biết là cái tình hình nhiễm bệnh ở thành phố thực hư nó như thế nào. Thì Nga coi ở trên cái sơ đồ mỗi ngày á, thì Nga thấy là cái tình trạng ở nơi cái thành phố này ở rất là ít. Ở xa xa thì vẫn thấy có những người, người ta mặc cái đồ bảo hộ đó. Đó, người ta đi từ xa. Thực ra là Nga nghe những cái số mà anh chị em mà làm bác sĩ ở cái tiểu bang ở đây á, người ta nói làm cái bệnh viện dã chiến ở ngoài cứ nghĩ là cái tình hình dịch sẽ lây lan rất là nhiều, nhưng mà thực ra là nó không có nhiều. Ví dụ như nhiều á, là nó ở ngay tiểu bang New York hay là Washington DC hay là những cái tiểu bang nào đó, cái nơi mà của Nga ở thì là cái tình hình dịch bệnh nó không có nhiều, nên đó quý vị thấy không, nó rất là vắng, không một bóng người nào hết. Nga thì Nga cũng đi xa xa thôi chứ cũng dám đi gần. Đi gần thì không biết người ta có cho mình vô hay không, người ta đuổi mình ra. Đó, quý vị thấy là có thấy cái bệnh viện dã chiến không? Đó, lại gần hơn chút cho quý vị coi nha. Đó, nó có cái lều họ dựng lên đó quý vị. Và không thấy gì đúng không? Nga đang đi sát gần hơn nè, để cho quý vị thấy nè ha. Tình hình nhiễm bệnh hiện tại ở nơi Nga sống như thế nào. Thì cũng là may mắn là cái nơi của mình nó cũng hiện tại là cái dịch bệnh có lẽ là ở đây là cái thành phố tiểu bang nơi này á, người châu Á nhiều, là người Việt Nam hay là những người Hàn Quốc nhiều, nên hầu như á, ai cũng sợ dịch bệnh á, nên họ rất là phòng ngừa rất là cao. Họ là họ không có dám ra đường, hoặc là họ đi ra đường họ bảo hộ rất là kỹ càng. Đây, Nga đang đi sát cái chỗ
cái lều cho quý vị coi nè ha. Thấy chưa? Thấy chưa? Chỉ có 3 người ngồi đó. Lại gần để cho quý vị xem nha. Emergency nè. Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Đó. Chỉ có vài 3 người ngồi đây. Và giống như đây không phải là những bệnh nhân. Ở đây chỉ là những cái người mà họ trông coi ở đây thôi nha quý vị. Bây giờ Nga sẽ đi vòng quanh cái bệnh viện dã chiến này cho quý vị xem nha. Rất là vắng luôn. Những cái đường ống của máy lạnh đây quý vị ơi. Có vài người ở đây thôi nha quý vị, không có đông người. To lớn đó, cho mọi người đi dắt vòng coi hết cho tình hình sao ha. Đó, sau khi Nga đi hết một vòng quanh khu vực cái bệnh viện dã chiến ở tại đây á, để cho quý vị thấy thì Nga thấy là tình hình ở đây hiện tại không có ai hết, và cũng không có mọi người xếp hàng để đến đây thử Covid hay là có cái lượng bệnh nhân gì đông hết. Thì đúng như lời đồn, tại mình nghe đồn quá mình tò mò, mình phải đi nghiên cứu coi thử sự thật là như vậy không, là tại cái nơi Nga ở là không có cái số lượng người nhiễm cao, nên là những cái bệnh viện hiện tại là rất là vắng và hầu như không có một bóng người nào vào luôn. Kể cả những người mà bị bệnh bình thường trước đây, họ cũng thường phải vào bệnh viện để khám bệnh, bây giờ họ cũng không vào luôn. Họ sợ corona, họ sợ trong này có những bệnh nhân bị Covid thì họ vô họ sẽ bị lây lan, nên họ bắt buộc là họ ở nhà luôn. Họ có những cái bệnh thông thường là họ ở nhà và họ tự chữa. Và còn cái số mà người mà đến đây mà để nhiễm bệnh đó, thì hầu như là Nga cũng không thấy luôn. Ít quá, vắng quá, có lẽ là cũng có, nhưng mà cái số lượng người là hiện tại là Nga thấy ở đây không có. Mà trong khi coi những cái clip thời sự đó quý vị, ở trên những cái tiểu bang khác, trời ơi, mình nhìn cái số người nhiễm rồi số người chết rồi những cái thời sự mà mình tin tức mình coi á, thật sự mình coi mình rất hoảng sợ. Nhưng mà ngay tại cái nơi mình ở, mình đi, mình tham quan, mình tìm hiểu thì mình thấy tình hình nó làm cho mình rất là yên tâm, và mình cảm thấy là mình bớt căng thẳng, mà mình bớt stress, mình bớt lo sợ. Chứ thực sự cho cái tình hình corona hiện tại, Covid hiện tại, nó làm cho tất cả đều hoảng loạn và ám ảnh, và ai cũng có một cái nỗi sợ khi đi ra đường là sẽ bị này bị cái kia. Hôm nay là Nga mạo muội lắm, Nga phải đi để tham khảo và xem xét coi những giống như những gì người ta nói là có đúng như vậy hay không. Cả nhà ơi, thì sau khi là Nga đi vòng quanh bệnh viện rồi á, thì Nga bây giờ là cảm thấy an tâm rồi đó. Là như những cái gì mà người ta nói thì mình nên đi, mình coi thử như thế nào. Sau khi mà Nga đi một vòng quanh bệnh viện Fountain Valley á, thì Nga thấy tình hình ở đây rất là vắng vẻ, không có một bóng người. Số lượng người nhiễm bệnh á, thì Nga nghe nói là rất là ít, là không có nhiều, nên mình cũng cảm thấy là an tâm. Chứ mình coi cái thời sự, thật sự là mình hoảng loạn tinh thần dữ lắm quý vị. Nhưng mà mình an tâm rồi, đây có nghĩa không có nghĩa là mình sẽ đi ra đường một cách phóng khoáng, hay là mình không có bảo vệ mình. Nga vẫn ra đường và Nga
sẽ cẩn thận và vẫn đeo khẩu trang. Nếu mà cần thiết chuyện gì thì đi ra đường vẫn phải đeo khẩu trang và vẫn phải dùng cái những nước rửa tay khô nè, và dùng những cái bao tay đeo vô. Tại vì nha, đi quay đó không có đeo được, đeo vô là cầm cái nút quay không được, tại vì ở đây mình không có ai lo cho mình hết, mình phải tự quay nên mình phải bắt buộc là mình phải để cái tay trần như mà lên là mình rửa tay khô liền. Thúy Nga cảm ơn quý vị đã theo dõi cái kênh YouTube của Thúy Nga. Nga cho cả nhà xem là tình hình Corona ở nước Mỹ ra sao. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi kênh YouTube của Thúy Nga. Cả nhà nhớ ấn nút subscribe để mà theo dõi cái kênh Thúy Nga Entertainment nha quý vị. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tại đang đứng ở bệnh viện nè nên phải đeo khẩu trang nha, chứ không có dám tháo khẩu trang ra. Mình đeo khẩu trang rồi chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp các bạn trên những cái clip khác thiệt là hay, thiệt là vui, và những cái đề tài mà ở ngay tại nước Mỹ nha. Bye bye. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Thấy mặt tôi tươi không? Tôi đeo khẩu trang cho trong lòng tôi tươi dữ lắm. Tại tôi biết là ở đây những cái người bị nhiễm bệnh rất là ít. Quý vị, tôi vui quá, tôi đang cười đó nha quý vị. Bye cả nhà.